Vâng, Tâm xin kính chào quý anh chị khách hàng, các nhà đầu tư và tất cả các anh chị đang theo dõi kênh YouTube của Tâm. Thì hôm nay là những ngày cuối năm của năm 2021 rồi. Thì rất nhiều anh chị đang tất bật với công việc của mình và cũng có nhiều anh chị như nhà đầu tư thì đang đi tìm kiếm bất động sản và có nhiều anh chị thì cũng đang bán ra bất động sản để giải quyết nhu cầu cá nhân và thu hồi vốn sau một năm đầu tư. Thì Tâm làm clip này để cập nhật cho anh chị cái tình hình thị trường đất nền ở khu vực các dự án ở Phước An và Long Thọ, Nhân Trạch. Thì hiện tại thì riêng dự án Hút Xây Dựng Hà Nội thì lượng giao dịch vẫn khá là ít, thì nó mỗi ngày nó chỉ khoảng 1-2 giao dịch anh chị. Tỷ lệ này thì nó rất là ít và nhiều sản phẩm thì đang vẫn được bán ra đúng với cái xu hướng là nhiều anh chị đang bán ra vào cuối năm, và cái lượng khách đi tìm mua tham khảo thì cũng khá là nhiều, nhưng mà tỷ lệ xuống tiền thì vẫn đang còn khá là đắn đo, có thể là do dịch bệnh hoặc là một số cái yếu tố khác, ví dụ như là giá bán hay là nhận định về cái sản phẩm bất động sản nó chưa phù hợp. Thì cụ thể Tâm cập nhật cho quý anh chị, ví dụ là những cái nhà phố bên trong thì vẫn hầu hết các cái giao dịch mà ở Hút Xây Dựng Hà Nội hiện tại là nhà phố nha anh chị, còn nhà vườn thì nó rất là ít. Nhà lý do tại sao thì xíu Tâm sẽ nói với anh chị, còn nhà phố thì hiện tại đang giao dịch với mức giá khoảng tầm 12 đến 14 triệu tùy vị trí, nó bao gồm cả liền kề là loại diện tích lớn hơn và song lập là diện tích khoảng 106, 107, 108, 104, 150 cũng có. Thì những cái loại diện tích đó nó sẽ giao dịch với mức giá khoảng 11 cho đến 14 triệu tùy vị trí. Còn những cái nhà vườn bên trong thì giao dịch với khoảng 10 triệu cho đến 12 triệu. Và một số sản phẩm sâu hoặc là lối bên trong thì nó sẽ giao dịch với giá 9 triệu. Thì mặt tiền Lê Hồng Phong và Huỳnh Thúc Kháng thì đang giao dịch ở mức 28, 29, 30. Nói chung nó cũng đa dạng. Thì cái lý do tại sao là nhà phố và nhà vườn nó có cái giá xem nhau như vậy thì theo Tâm nó là sự định giá sai. Cái giá của nó là có sự bất thường, bởi vì cái điều mình nhìn thấy đầu tiên có thể là sau dịch cái xu hướng nhà vườn cái loại 285 300 m thì nó sẽ được lựa chọn nhiều. Nhưng nếu mà anh chị mua dự án nhiều, anh chị sẽ thấy sự định giá của nhà phố so với nhà vườn thì nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà ở đây thì cái mức giá nó khá là xem và ngang nhau, thì như vậy là chỉ có thể là nhà vườn đang định giá cao hoặc nhà phố đang định giá rẻ. Thì cá nhân Tâm vẫn thấy nhà phố nó cũng khá là mềm, nó không quá rẻ nhưng mà nó vẫn đang là giá tốt để anh chị đầu tư. Với diện tích 100 m, 90 m, 120 m thì giá bán khoảng tỷ 2 cho tới tỷ 3, tỷ 4 thì nó cũng khá là hợp lý. Còn nhà vườn nếu anh chị mua với cái giá diện tích gấp 3 lần nhà phố, tức là nó khoảng 300 mét, mà cái giá ngang với nhà phố tức là khoảng 3 tỷ trên 3 tỷ, thì tâm lý cái nhà vườn này đang bị định giá cao. Và thực tế thì nếu anh chị để ý thì nó cũng rất là ít giao dịch đối với loại nhà vườn. Thì khách hàng là họ cũng sẽ so sánh, và theo cá nhân Tâm thì anh chị mua nhà phố thời điểm này hợp lý hơn so với nhà vườn. Và mặt tiền Lê Hồng Phong thì cụ thể ví dụ như là Tâm nói với anh chị là một cái mặt tiền Lê Hồng Phong cái nhà phố đang được giao dịch với giá khoảng tầm 30 triệu ở nhóm 1 và nhóm 4. Nhưng nhà vườn diện tích gấp 3 thì giao dịch ở mức là 23 triệu, tức là nó cũng khoảng tầm trên dưới 2 phần 3 giá so với giá nhà phố, tức là đó một mức định giá hợp lý đối với diện tích gấp 3. Nhưng ở bên trong thì nó lại không như vậy, bên trong thì nhà vườn lại ngang với giá nhà phố anh chị.
Và thực tế thì cái lô mặt tiền Lê Hồng Phong nhà vườn này 2-3 triệu nhưng mà vẫn không giao dịch được nha anh chị. Đó. Và giao dịch ở Hút Xây Dựng Hà Nội như Tâm nói thì chủ yếu là nhà phố thôi anh chị. Thì như vậy là cái lượng giao dịch ví dụ mặt tiền trong thời gian nó tăng giá cũng khá là tốt thì hiện tại thì nó rất là chậm. Giá bán thì đã tăng từ khoảng 27 26 năm 27 lên 28 29 30 và hiện tại thì nó chậm nhưng mà mặt tiền thì nó rất tiềm năng nha anh chị. Sau này khi nó kết nối đường Lê Hồng Phong và đường Trường Chinh và nút cao tốc và sau này khu công nghiệp làm vị trí này thì cái những vị trí mặt tiền thì nó rất là kinh doanh rất là tốt. Thì ở đây anh chị mua mặt tiền thì anh chị đầu tư lâu dài thì luôn có lợi. Nhưng mà để hiệu quả đầu tư thì anh chị theo Tâm cá nhân Tâm là anh chị nên mua nhà phố nhỏ, giá mềm bên trong. Còn nhà vườn thì Tâm nghĩ sắp tới thị trường sẽ định giá lại thôi và một là nhà phố sẽ tăng giá, nhà vườn đương nhiên. Hai là nhà phố sẽ đứng giá và tăng giá nhẹ, nhà vườn sẽ giảm. Tâm thì Tâm thiên về mức là nhà vườn sẽ về ở mốc 9 triệu là hợp lý và có thể xảy ra 9-10 triệu là có thể xảy ra. Hiện tại thì nó cũng giao dịch ở tầm 10 đến 12 triệu tùy đường nhưng mà Tâm nói là giá rao chứ xin lỗi không phải là giá giao dịch, bởi vì những cái vị trí mà hô đến 12 triệu thì cũng gần như không giao dịch được, chỉ là giá hô của bên chủ và môi giới thôi anh chị. Thì anh chị cũng hết sức lưu ý bởi vì giá thì hô bao nhiêu cũng được và có ở Hút Xây Dựng Hà Nội giá có rục rịch tăng rồi anh chị, là bắt đầu tăng lên một xíu rồi là nhưng mà lượng giao dịch giảm hẳn thì anh chị biết rồi, khi nào có giao dịch nhiều thì đó mới thực sự là giá của thị trường. Còn hiện tại thì giá gần như là giá hô nhưng mà không có giao dịch thì anh chị hết sức cẩn thận. Và tiếp theo đó là dự án Ecosun, dự án này đang được hô lên ảo tung chảo. Dự án này trước đây thì Tâm làm clip cách đây khoảng tháng thì nó khoảng 800 cho đến 1 tỷ, 85 cho đến 110 mét vuông, thì hiện tại nhiều môi giới đã rao nó ở cái mức giá là 1 tỷ 1 cho đến 1 tỷ 3 thì không có giao dịch đâu anh chị. Thực sự là không có giao dịch. Nếu mà diện tích lớn mà cái giá tỷ 1 thì vẫn có nhưng mà những cái diện tích nhỏ mà anh chị rao lên cái mức giá tỷ 1 thì gần như là không có giao dịch. Bởi vì Ecosun là một cái dự án rất gần khu công nghiệp anh chị, nó ngay đây này. Nhìn chung các dự án đây thì đều gần nhưng mà Ecosun rất là gần. Nhưng mà Ecosun là một cái dự án mà Phúc Khang bán cũng khoảng 6 năm rồi và bỏ bỏ không, không có xây cái nhà. Nó có những cái mặt ngoài đây là nó xây nhà nhưng mà nó không có xây nên đất hợp đồng nên nhấn đến những cái vị trí bên trong cũng vậy. Bỏ trống hoàn toàn chưa có một căn nhà nào xây. Thì anh chị vào, khách hàng vào thì trừ khi anh chị đầu tư chứ ở thì Tâm nói Ecosun là chưa ở được. Nếu ở được anh chị phải mua DTA. Do đó nên Ecosun chỉ là hô giá, rao giá lên thêm khoảng 100 triệu một nền nhưng mà Tâm nghĩ là sẽ không giao dịch được và giá sẽ quay lại vị trí cũ thôi. Trừ khi có một cơn sốt nào đó sau Tết nhưng mà khả năng này thì cũng không cao. Theo Tâm là không cao nữa rồi. Giá sẽ tăng, có thể tăng nhưng mà không có kiểu sốt nữa rồi. Như quay lại dự án DTA là clip gần nhất Tâm làm về dự án DTA Đệ Tam. Thì bây giờ đất hợp đồng thì ngay sau khi Tâm làm clip thì rất nhiều anh chị gọi hỏi nhưng mà anh chị cũng đang ngại cái hợp đồng bởi vì đây là hợp đồng góp vốn anh chị từ 2008, 2009 mười mấy năm anh chị. Thì ngày xưa những anh chị khách hàng trước là mua ở mức giá là 200 triệu thì bây giờ nó như clip trước Tâm nói nó khoảng 800 850 triệu nhưng mà thực tế thì hiện tại thì giao dịch thì cũng có rất nhiều sản phẩm bán ra và hai cái giao dịch gần đây nhất thì Tâm biết là một cái của bên Tâm và một cái của bên chỗ mấy anh em đồng nghiệp thì giao dịch ở mức giá là 700 và 750 triệu một hợp đồng một nền 100 mét. Thì anh chị sẽ thanh lý hợp đồng góp vốn và ký mới với khách hàng mới ở chủ đầu tư và sau đó anh chị bắt buộc phải xây nhà. Đó là sự lưu ý, anh chị sẽ bỏ ra 500 triệu xây thô căn nhà và trả tiền đất nhưng mà nhìn chung thì nó rẻ hơn được vài trăm triệu khi anh chị mua căn nhà có sổ tương tự ở bên Thăng Long Hòm Phước An. Thì như vậy là anh chị có thể chọn DTA nếu anh chị mua ở thì nó rất là hợp lý. Đầu tư thì anh chị lưu ý là sau khi thanh lý hợp ký hợp đồng
góp vốn mới thì anh chị sẽ xây nhà xong thì chủ đầu tư sẽ ký với anh chị một cái hợp đồng mua bán nhà, và sau đó thì với một tỷ lệ lấp đầy hoặc một thời gian nữa thì chủ đầu tư sẽ cấp sổ hồng nhà và đất cho anh chị. Thì bên này thì giao dịch nó cũng lai rai lác đác, nó cũng tương tự như EcoSun, nó chỉ những nền nào mà rẻ cũng cả hút xây dựng Hà Nội, những nền nào mà rẻ hoặc là giá thị trường hợp lý thì sẽ có anh chị mua, còn lại nếu mà những sản phẩm hiện tại thì do thị trường bất động sản nó cũng đang rục rịch tăng nên nhiều anh chị đã hô sản phẩm lên giá nhưng mà thực tế thì không có giao dịch, đó là sự thật nha anh chị. Anh chị nếu muốn bán sản phẩm thì anh chị phải bán đúng giá thị trường, hoặc anh chị mua thì anh chị cũng khảo sát và xem giá so với cách đây một tuần, một tháng như thế nào thì anh chị hãy mua so với vị trí xung quanh thì anh chị sẽ mua được cái sản phẩm nó phù hợp. Những dự án như là Thành Hưng thì nó cũng tương tự, nó cũng rất ít giao dịch anh chị, giá thì nó cũng xem. Với những cái dự án mà như là EcoSun nó rẻ hơn đối với hợp đồng sổ công ty, còn sổ cá nhân thì nó cũng rẻ hơn dự án hút. Đó là cái cập nhật của Tâm về cái khu vực này, cái giá bán của từng khu vực, và nhìn chung đánh giá chung thì cái lượng giao dịch là ít và cái số lượng sản phẩm bán ra và sản phẩm mới mà trước đây chưa từng giao dịch, tức là những chủ cũ ngày xưa người ta bán ra thì cũng khá là nhiều, và cái giá của nó thì có rục rịch tăng, và đặc biệt là rất nhiều cái giá đã được chào cao lên so với mặt bằng thị trường rồi, thì mình phải đợi thị trường đón nhận như thế nào. Nếu mà lượng giao dịch nhiều thì Tâm tin chắc giá nó sẽ tăng và nó thiết lập mặt bằng giá mới, nhưng nếu lượng giao dịch cứ như thời điểm hiện tại nó cứ lai rai một ngày 1-2 cái giao dịch ở khu vực này thì cái giá này sẽ giảm, theo Tâm nghĩ là sẽ giảm, và từ nay đến Tết thì mức giá này sẽ ổn định lên xuống, nhưng mà không nhiều, nó sẽ biến động không nhiều, nó sẽ ổn định. Còn sau Tết thì chúng ta phải đợi cái tình hình nhiều thứ như là dịch bệnh, hay là nếu mà dịch bệnh căng thì chắc chắn giá nó sẽ không tăng mà giảm rồi. Còn nếu mà những cái chính sách tốt, những cái chính sách về tiền bơm tiền của nhà nước mà thực hiện và đầu tư công đó thì giá ở đâu cũng tăng chứ không chỉ riêng khu vực này. Và riêng cái khu vực này thì hiện tại nó có giá đang là tốt nhất ở Nhân Trạch, nên nếu anh chị đầu tư thì nó cũng khá là hợp lý. Thì như Tâm nói, anh chị nên chọn những cái sản phẩm nhà phố, đó là mức giá đang Tâm nghĩ nó đang hợp lý và mềm. Còn những sản phẩm mà diện tích lớn mà chào giá ngang với nhà phố thì nó có sai về định giá rồi. Mặt tiền thì anh chị phải xác định đầu tư lâu dài một xíu, bởi vì cái giá của nó hiện tại là cũng khoảng tầm 28 cho tới 30 triệu rồi. Rồi Tâm xin cảm ơn quý anh chị theo dõi. Nếu anh chị có nhu cầu mua bán thì anh chị liên hệ với Tâm. Tâm xin cảm ơn.